với anh bữa nay là qua cái sự quen biết của Doraemon. Doraemon là nhà đứa em đó. Rồi sao? Bữa nay đi ăn cái buổi tiệc khai trương của công ty vàng bạc đá quý Thanh Mao. Ủa vậy hả? Của anh ba lớn đó. Đi dự tiệc khai trương. Nói tiếng anh ba lớn với anh còn nhỏ lắm. Vậy nhưng mà tại vì mình gia dế mà Doraemon là bạn bè của mình thì mình phải kêu ảnh mình anh ba lớn. Vậy đó. Rồi ngoài đó còn có đi đâu nữa không? Thì đó đi dự cái tiệc sinh nhật của anh ba lớn luôn đó. Ủa vậy hả? Ủa nay là khai trương ảnh tổ chức 2 trong 1. Ủa là sao anh? Có nghĩa là anh vừa tổ chức cái khai trương nhưng mà cũng là cái ngày sinh nhật của ảnh luôn đó. Trời ơi, ý nghĩa quá vậy. Trời đất ơi, anh suy nghĩ dữ lắm mà. Anh nhớ cái ngày sinh nhật của mình là nhớ cái ngày khai trương vàng bạc đá quý Thanh Mao luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là anh xuống đây dự khai trương và đi sinh nhật luôn. Đúng. Mà sao anh đi người không có quà? Tôi dạ thì chú duy quá. Tự nhiên đang nói chuyện không nói cái vụ đó à. Không phải đi tiệc là phải có quà chứ. Ai nói với anh, tôi nói nhưng mà tôi nói cho anh biết năm nay đi bia rượu nè. Bông hoa đồ là xưa rồi, tôi thực tế lắm, tôi đi bao lì xì. Đúng rồi, lúc này đi tiệc đi bao lì xì không à? Ê, chứ cái này ngộ nè. Ngộ sao anh? Hồi xưa toàn ăn trực không mà. Hồi đó tôi đi đâu là tôi ăn trực. Trời ơi, lắm à. Chỗ đông người mà chọc cứ rồi. Không phải có mà. Tôi đánh giá đây này, nó có sắc mắt có trứng nè. Có không? Đây. Trời ơi, quy cái bóp luôn hả? Đây. Đâu? Đó, thấy chưa? Trời ơi, lịch sử ta nói bao lì xì là có bao lì xì luôn. Có bao lì xì đàng hoàng. Uy tín quá vậy. Chứ sao anh? Hỏi câu coi. Gì? Đi cái bao lì xì nhiêu? 1 triệu. Ôi, anh đi tới 1 triệu luôn hả? Kệ nó, có tấm lòng nữa rồi. Vậy đó hả? Của ít lòng nhiều phải không? Của ít lòng nhiều. 1 triệu phải không? 1 triệu. Đâu, để tôi coi thử coi. Ê, anh đánh giá tôi rồi. Không phải. Để tôi coi trong này có tiền không? Để anh bỏ tờ giấy số vô cho anh tới 1 triệu trong này sao được. Hoặc ăn cái gì cũng phải kiểm tra. Không phải lịch sự mà. Đó thấy không? Bộ lề mè không? Đó thấy không? Trời ơi, tiền thiệt luôn nè. Bộ lề mè không? Uy tín đã. 1 triệu phải không? 1 triệu. Để coi là coi. 2. Thấy không? 4. Đó. 6. Uy tín mà. 8. Thấy chưa? Đó, thấy không? Đó. Ủa sao nó sai hay sao ta? Trong này còn không? Hết rồi mà. Tiền này nó dính như lắm, đếm kỹ rồi coi. 2, 4, 6, 8. Ủa anh Tơ, anh nói anh đi nhiều? 1 triệu. Đếm có 800 à? Anh đếm có 800 à. Nhưng mà anh nói đi 1 triệu. Tôi nói tôi đi 1 triệu. Sao đếm có 800? Anh đếm có 800. Trời ơi, chịu nổi không? Hồi nãy anh nói tôi là anh bỏ vô bao thôi 1 triệu mà. Hồi nãy tôi nói tôi đi 1 triệu mà. Sao tôi đếm có 800? Anh đếm có 800. Nhưng mà anh nói đi 1 triệu. Tôi nói tôi đi 1 triệu. Đếm có 800 à? Anh đếm có 800. Trời ơi, kiểu này chắc tới tối luôn á. Bây giờ anh bình tĩnh anh nghe tôi hỏi nè. Hồi nãy anh nói là bỏ vô bao thơ 1 triệu đúng không? Hồi nãy nói là bỏ thơ 1 triệu. Đếm có 800. Anh đếm có 800. Nhưng mà anh nói đi 1 triệu. Tôi nói tôi đi 1 triệu. Sao đếm có 800? Anh đếm có 800. Rồi 200 đâu? Đó, thầy là anh hỏi vậy đi. Sao không chịu hỏi vậy mà hỏi tới hỏi luôn, tôi trả lời mệt gần chết à. 200 đâu? Không nói dấu cái gì anh, cách đây tuần lễ. Sao? Trước khi tổ chức cái buổi tiệc này nè, anh ba lớn có mượn tôi 200 ngàn ăn xoài lắc. Trời ơi. Chưa có trả, thôi bữa nay sẵn cái tiệc này rồi, anh em mà đi tới trừ luôn cho nó gọn anh ơi. Trời ơi. Nó công nhận anh ba cũng chịu chơi á. Anh em đâu ra đó à. Xoài lắc mà ăn lần 200 ngàn. Anh ăn mà anh khoe đó, anh ăn thế giùm vợ ảnh. Ủa là sao? Anh nói với tôi, anh nói không giấu về Hồng Tơ nghe. Sở dĩ mà tôi ăn xoài lắc lần 200 ngàn là tôi ăn ngán giùm vợ tôi đó. Ủa là sao? Vợ tôi có bầu được 4 ngày rồi. Trời ơi, cái chuyện này mà anh ba nói với anh luôn hả? Anh ba lớn nói luôn. Công nhận anh em cũng thân dữ ha. Thân tình lắm ha. Ê, nhưng mà vô cái chỗ thân mới thấy nó kỳ kỳ nè. Kỳ sao anh? Thí dụ như là anh ba thiếu anh 200 ngàn. Bữa nào ghé nhà anh trả cho anh. Đó. Còn bữa nay cái ngày khai trương cũng như sinh nhật hứa đi 1 triệu lòng 1 triệu tự nhiên trừ 200 là sao? Đúng rồi, tự nhiên anh nói tôi cũng thấy kỳ phải không? Thí dụ người ta thiếu 200 là hôm nào người ta trả. Đúng rồi. Còn bữa nay mình đi là 1 triệu phải là 1 triệu. Đúng. Là bữa đó thấy nó kỳ lắm. Anh chơi vậy kỳ lắm. Tôi thấy đây. Ê, tôi thấy cái này nó kỳ hơn nghe. Cái gì kỳ? Trời đất ơi, tiền ta mà tự nhiên lấy bỏ túi mình kỳ lắm à. Thôi đưa lại đây đi anh, đưa lại đây. Tôi tính qua mà qua không lọt. Sao qua được, vẫn chơi hoài. Nói chơi với anh thôi chứ bữa nay là em và cùng số anh em cũng tới đây giữ cái tiệc khai trương vàng tiệm vàng nè. Tôi nghe nói anh thân với anh Doraemon lắm phải không? Anh em chiến hữu không trong nghề sao không à? Vậy đó hả? Thân lắm á. Thân lắm phải không? Bởi vậy Doraemon mới nhờ em nè. Nhờ anh làm gì? Doraemon là bữa nay coi như là anh em tới mà giữ cái tiệc cũng như ca sĩ nghệ sĩ. Rồi. Tới trễ chút cũng được. Ừ. Nhưng mà riêng em á tới đây sớm giúp cho Doraemon một chuyện. Nhưng mà Doraemon nhờ anh tới sớm để làm gì? Thí dụ như ở đây là có các món ăn của nhà hàng đãi ra phải không? Là để đi ngon bên. Đó, Doraemon nói em là bây giờ anh làm sao anh giúp cho em, anh nấu giùm em 4 món ăn đầy đủ ý nghĩa tiếp đãi quan khách.
đầy đủ ý nghĩa đặc biệt để tiếp đãi quan khách. Này đãi riêng mà. Đãi riêng phải không? Bốn món ý nghĩa nha. Bốn món ý nghĩa, món gì, món gì, món gì? Món đầu tiên phải không? Tôi đãi cá bóp. Trời đất ơi, cá bóp mà làm gỏi ăn ngon lắm. Món thứ hai tôi đãi cá hồi. Trời đất ơi, cá hồi. Trời ơi, cá hồi mà là nó đóng lẩu là còn nói cái gì nữa. Món thứ ba tôi đãi cá chim. Trời đất ơi, cho tôi nói ăn cá chim mà là chân tương ngon hết ý luôn. Món này mới giữ nè. Món gì? Cá đuối. Trời đất ơi, cá đuối mà làm mắm me chấm là hết ý luôn đó anh. Đuối là nghe thèm liền. Đãi bốn món thôi. Bốn món. Cá bóp, cá chim, cá hồi, cá đuối. Ừ. Bóp chim hồi đuôi. Ê! Cái này Doraemon nó chết bắt nó nhào anh à. Yêu cầu nấu mà. Bóp chim mà. Tiệc ba tôi muốn ăn người ta mà. Phải không? Tại anh đọc thứ gì vậy? Nói chơi với anh thôi. Chứ cái chuyện là các món ăn nhà hàng ta đãi rất là ngon. Và còn anh em mình tới đây á, nghe nói là có tổ chức chương trình văn nghệ hoành tráng luôn. Có văn nghệ đó anh. Đó có văn nghệ, ca sĩ nghệ sĩ không? Ừ. Tới tính đăng ký hát bài phục vụ bà con. Anh tính hát phải không? Ừ. Bây giờ anh hát cái nhạc gì cho tôi nghe cái coi. Nãy giờ bà con nghe nhạc trữ tình, nhạc trẻ, nhạc rock rap rồi phải không? Rồi. Bây giờ tôi thay đổi không khí, tôi hát nhạc quốc tế. Có nghĩa là hát lạ hơn người ta. Chứ là phải đọc. Bây giờ tôi thay thế cô MC, tôi sẽ giới thiệu anh từ ở trong cánh gà anh lộn mèo ra. Anh làm MC giới thiệu phải không? Hát nhạc quốc tế phải không? Rồi. Rồi bây giờ tôi giới thiệu nha. Giới thiệu tôi lộn mèo tôi hát cho anh coi. Bây giờ tôi giới thiệu nè. Rồi. Xin kính thưa quý vị. Và giờ đây xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để lắng nghe một giọng ca rất là truyền cảm. Một giọng ca đã từng vượt không gian, rồi vượt thời gian, và hiện tại nó đang quằn quại ở trần gian đấy. Trời ơi. Xin được gửi đến quý vị một nhạc phẩm quốc tế nổi tiếng ở thập niên 70. Bài hát được mang tên Bên ấy anh hát bài gì ạ? Sao đã hỏi luôn? Thì bây giờ anh nói tôi giới thiệu đâu có muộn. Bài hát quốc tế được mang tên The My Family. Kính thưa quý vị, và giờ đây quý vị hãy lắng nghe nhạc phẩm quốc tế được mang tên Ngày Mai Ăn Khoai Mì. Anh hát luôn đi. Bảy à, tự nhiên chứ tôi giới thiệu bắt tôi hát à. Anh giới thiệu cái bài hát gì? Ngày Mai Ăn Khoai Mì. Anh mới nói nè. Tôi nói tiếng quốc tế. Làm sao? The My Family. The My Family. Ừ. À, chuyện gia đình tôi. The My Family. Anh nói nhanh quá tôi tưởng đâu Ngày Mai Ăn Khoai Mì. Trời ơi. Một tràng pháo tay cho The My Family. Rồi, chơi miếng nhạc anh đây. Nghe này. Hey. Wow. Ma tôi là vợ ba tôi. Bè 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 gì vậy mày à? Ba tôi là chồng ma tôi. Ngày nhà quốc tế mà. Còn tôi là con ông ba. Có ông bà mới có được tôi. Anh nói với tôi nói nhà quốc tế. Tiếp là chị hai là chị ba. Chị hai là chị ba. Chị ba là chị tư. Chị ba là chị tư đó. Còn tôi là thằng em út. Ảnh à, ảnh là em út đó nghe. Có ảnh chị mới có được tôi. Ê tôi hứng quá tới tôi nha. Vô. Te tôi là con nội tôi. Te tèo 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 tèo. Ma tôi là con ngoại tôi. Te tèo 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 tèo. Còn ông cô thì đi ban mui. Te tèo 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 tèo. Vợ của anh là vợ của tôi. Te tèo 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 tèo. Vợ của anh nó ngủ với tôi. Te tèo. Ai trời ơi. Trời ơi. Không. Mới hát gì vậy? Tôi xin lỗi anh, tôi hứng quá tôi hát lộn lời. Nói lại đàng hoàng. Không, vợ của anh là vợ của anh. Ừ. Còn vợ của tôi mới là vợ của anh nè. Thì thay vợ anh. Ai? Ai bậy, không phải bậy. Bậy chứ mà. Vợ của tôi là vợ của tôi. Ừ. Còn vợ của anh mới là vợ của tôi nè. Đó thà anh nói đã. Ủa sao tôi nói bậy hoài à? Sao nát vợ tôi thành vợ anh vậy? Tại anh nói với tôi nát nhạc quốc tế mà anh ca tôi thấy không có lời vợ quốc tế nào trong cái đời. Người ta là nhạc quốc tế dịch lời Việt. Không có được, anh biết là tánh Doraemon khó khăn lắm. Một cái chương trình đâu đó là phải ra rõ ràng. Anh hát tự nhiên anh nói hát nhạc quốc tế mà tự nhiên là Việt là sao? Anh nói hay quá mà anh hát được không? Đây, anh nghe tôi ca nè. Bây giờ anh hát phải không? Ừ. Rồi, hồi nãy là tôi hát nhạc quốc tế nè. Ừ à. Bây giờ tới anh hát nhạc gì? Nhạc gì? Nói luôn đi. Tôi chơi dân ca. Anh hát dân ca phải không? Dân ca. Khoan, dân ca miền nào? Dân ca miền ở ngoài. Ở ngoài là ở đâu? Ở ngoài. Ngoài là đâu? Ngoài thì làm đâu biết, ở ngoài miền Trung rồi. Trời nó nói vậy mà không. Rồi hiểu rồi. Dân ca miền Trung phải không? Dân ca miền Trung. Rồi đâu hát thử nha coi. Bây giờ bắt đầu ca này nha. Rồi ca đi. Ủa gì? Sao hát đi? Từ anh, từ từ. Làm cái cho ngọt coi. Quấn cái uống à. Rồi hát cái cho uống ly. Vợ đâu ra mong uống cái tôi quất ngọt cái coi. Rồi uống cái cho hát ngọt coi, uống đi, uống cái đi cho hát ngọt. Nói nha nè, nói nha, bây giờ nói nha, một mình anh nghe thôi nha. Bây giờ nói đi. Cái chuyện này tôi chỉ nói một mình anh biết thôi nha. Một mình biết thôi. Anh hứa với tụi anh không được nói lại với ai nha. Không nói với ai luôn. Một giờ trước khi tôi ca đó. Sao? Anh làm ơn anh xin quý vị quan khách cho tôi một tràng pháo tay lớn thiệt là lớn để tôi hát cho nó hứng được không? Nhưng mà anh nghe tôi nói nha. Anh nghe tôi nói cho rõ nha.
cái chuyện xin xỏ mắc cỡ lắm. Tôi nói một mình anh nghe thôi, anh không được nói lại cho ai nghe đó. Nói mình tôi nghe đó hả? Xin xỏ mắc cỡ lắm à. Mắc cỡ mà nói với cái micro người ta nghe hết trơn luôn à. Trời trời trời, nãy giờ không chừng nhắc. Nhắc gì? Ê nhưng mà không sao, người ta nghe người ta vỗ tay rầm rầm rồi đó, hát luôn đi. Vậy là hát bây giờ. Rồi rồi đó, vỗ nữa kìa. Chạy nha. Rồi hát đi. Dân ca ha. Dân ca miền Trung nha. À chỉ cầu trang tiên xạo vại 12 nhịp, chỉ thương nhau rồi xin kịp về mau. Được. Chỉ kẹo mai tế bỗng sẽ quá cầu, chứ bạn còn thương bạn, chứ bạn còn thương bạn bìa cười sâu về nơi mô. Là hù à là quán này, chiều chiều mà xa bển vắng lâu ni. Là hù à là quán này, nhớ về cô gái Huế ni. Là hù à là quán này, hè quán mà tới hụi ni. Vô à hụi, chứ hè quán mà tới hụi ni. Vô à hụi, chứ hốt hụi rồi giọt luôn ni. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, gian quá, thuốc phụi định giọt luôn hả? Anh chơi tôi hả, cái chỗ đó chơi gì? Ví dụ như người ta bè thì người ta phải hô hụi. Ờ. Còn của anh, vô hụi. Tôi nghe vô hụi, tôi khoái quá, tôi đành phải hồ hụi để giọt luôn này. Có thanh mau này bảo chứng nè. Anh biết tại sao không? Để tôi nói nghe nè. Anh là người miền Nam, mà anh ca dân ca miền Trung nghe lời lớn khó chịu lắm. Ừ. Người miền Nam là mình phải hát dân ca miền Nam. Người miền Nam hát dân ca miền Nam. Chứ sao? Rồi bây giờ tôi chơi dân ca Nam Bộ. Bài này mới không? Bài này tôi nói anh nghe. Nói đi. Anh Ba Lớn yêu cầu tôi. Anh Ba Lớn yêu cầu anh bài này. Anh nói Hồng Tơ ơi, ngày mai là cái tổ chức chương trình là khai trương là công ty vàng bạc đá quý Thanh Mao. Đúng. Bây giờ Hồng Tơ phải viết một bài nhạc rất có ý nghĩa. Ừ. Để tôi tặng cho quý vị quan khách cũng như gia đình của tôi. Anh viết chưa? Tôi mới viết hồi tối xong hồi khuya, bữa nay tôi hát luôn. Trời ơi, sáng tác bài hát một đêm rồi hả? Một đêm một. Công nhận anh tài quá. Chứ sao? Cái bài anh sáng tác bài đó tên gì? Con chim của tôi. Con chim. Bậy không à? Gì bậy? Cái bài người ta là chim sáo ngày xưa. Chim sáo ngày xưa của nhạc sĩ Nhất Sinh Quang Linh hát, tôi hát không có lợi. À tôi biết rồi, cái bài Nỗi Buồn Chim Sáo. Thôi anh ơi, Nỗi Buồn Chim Sáo của Cẩm Ly ca tôi ca không có được. Ủa rồi cái bài Con Chim Của Tôi là của ai? Cha này hỏi lãng à, con chim của tôi là con chim của tôi. Chứ không lẽ con chim của tôi là con chim của anh Ba Lớn. Ý tôi hỏi là cái bài này anh tự sáng tác anh hát luôn phải không? Này tôi sáng tác, tôi hát độc quyền. Rồi sẵn đây có bà con anh hát, anh tặng cho bà con luôn đi. Giờ bắt đầu ca nha. Rồi. Về phương Nam sao bài nguyện bày, sao con này nó nhìn con kia. Tùm ta rung tùm tùm. Còn sao sang sông. Rùng tùm 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 tùm. Rùng hết lòng rồi. Rùng tùm 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 tùm. Sao bài nó bài không được. Sao bài không được? Nó không còn cộng lòng sao nó bài. Chim rụng lòng anh lấy gì bài? Ông nội ơi, nhạc của người ta anh sửa lời mà nó sáng tác. Ai nói với anh sửa lời? Tôi nghiên cứu, tôi viết đó. Viết con mắt của anh ha. Bây giờ anh ngon thi hát cho tôi đi. Thì sao? Bây giờ tôi với anh thi ca liên khúc thú vật. Xưa rồi. Xưa sao? Ý anh nói anh hát bài nhạc có con vật, tôi hát bài hát có con vật. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Thôi, một con là xưa rồi. Chứ sao? Bây giờ tôi hát một con là anh phát hai con. Ừ. Mà tôi ba con, anh bốn con, tôi năm con, anh sáu con. Thôi, không có bài nhạc nào 5-7 con vật trong đó anh ơi. 10 con có luôn. Trời đất ơi, 10 con có luôn. Chứ sao? Nếu có 10 con có luôn thì bây giờ anh ngon anh hát trước đi. Bây giờ tôi hát một con là anh hát hai con nha. Sau khi tôi hát hai con anh hát ba con đúng không? Rồi. Rồi. Nghe nè anh. Rồi tôi chơi với anh. Kìa cô bé co mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố Long Gia bay ra. Tới anh. Thôi hát đi hát đi. Hát rồi. Rồi chưa có con nào à? Có rồi. Con gì? Con gà. Ê, con gà anh đâu, con gà anh đâu? Kìa cô bé co mái tóc đuôi gà. Cái đó chỉ là đuôi gà. Còn cái đầu gà với cái mình gà anh với Doraemon nhậu rồi hả? Gì vậy? Mà anh biết cái đuôi gà là cái gì không? Đuôi gà là cái gì? Đây nè, bữa đó tôi với Doraemon hai anh em đang ngủ uống cà phê để bàn cái chương trình văn nghệ tối nay nè. Rồi sao? Cái có cô nàng cổ đi ngang qua, cái Doraemon kiều kiều tôi nói, ai nói nghe anh Hồng Tơ gì? Trời ơi cái phao câu của cô này múp dễ sợ. Yeah.
biết đâu phải không, biết không, không cái gì rồi. Thôi thôi thôi, bây giờ anh đừng có đánh trống lảng. Tôi ca chữ gà là con gà, có nghĩa là tôi ca một con, bây giờ tôi ăn phải hai con. Để từ từ tôi suy nghĩ. Không có từ từ, thi là phải hát liền hai con. Thôi hát liền hai con. Về lại quê hương Sóc Trăng đã bao ngày dầm mưa dài nắng. Hai con. Hai con đâu? Về lại quê hương Sóc Trăng, con sóc con trăng. Hai con đó. Trời ơi, vậy cũng được luôn hả? Trời sao không được, còn đỡ hơn cái đuôi gà của anh. Trời, cha này lẻo lự vậy trời. Trời, bây giờ không nói nhiều, tôi anh ba con anh từ đâu? Từ từ từ. Không có từ từ, ba con anh đâu. Đừng tin vào lời ông bướm, đó là hú sâu là cà mấy tình yêu, ba con. Anh thua tôi rồi, anh ca có hai con, tôi nghe từng lời từng chữ, anh ca có hai con thôi. Ba con. Ba con đâu? Đừng tin vào lời ông bướm. Đó, thấy không, có con ông với con bướm thôi. Đó là hú sâu. Thấy chưa? Con sâu. Đó, à, trời ơi. Cái cây hổ sâu là con sâu hả? Bây giờ tôi có ba con, giờ tao bốn con là chết anh rồi, bốn con có không? Từ từ. Không có từ từ lẹ lên, không có thời gian, bốn con. Cúc cu, chim rừng ca trong nắng. Im nghe, ve sầu kêu liên miên bốn con. Bốn con đâu? Cúc cu, chim rừng ca trong nắng. Im nghe, ve sầu kêu liên miên bốn con. Bốn con là bốn con. Con chim. Một. Con cúc. Hai. Con ve. Có ba con. Con cu tôi tặng anh. Trời ơi, con này anh tính luôn hả? À? Ủa sao ngộ quá à, con cu đất. Con cu đất người ta nướng mọi người ta nhậu được, còn con sâu anh làm mồi gì để nhậu? Không. Đó thấy chưa anh tụi mình. Thôi chơi kiểu này tôi chơi tới sáng thua anh. Bây giờ cái chuyện trình văn nghệ để cho anh Doraemon tính. Ừ. Anh em mình tới đó là để dự tiệc rồi này kia nọ, anh em mình nhậu được rồi. Rồi. Nhưng bây giờ trước khi đi nè. Sao? Bây giờ anh có thể thay mặt tôi anh chúc cho cũng như công ty Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao, rồi cũng như quý vị khách quý có mặt ở đây những lời chúc tốt đẹp được không? À chúc thôi chứ gì? Ừ. À chúc thì dễ mà. Ê nhưng mà mình là văn nghệ sĩ. Ừ, sao? Chúc là phải có dần có điệu chứ không phải chúc những lời lẽ tầm thường. Trời ông nội chơi khó vậy, chúc mà phải có dần có điệu luôn hả? Ủa chứ sao anh? Chơi khó phải không? Ờ chứ cái điệu chúc cái cài chúc. Muốn có dần có điệu, có dần có điệu không? Công ty Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao. Rồi nghe nào. Cái ngã tới gần thị trường không? Rồi. Trước tiên là mình phải chúc cho chủ gia là công ty Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao mua mai bán đất. Coi như là phát tài đại phát tài, thành công đại thành công. Hay quá. Và chúc cho tất cả quý vị quan khách có mặt trong cái buổi tiệc khai trương hôm nay gia đạo bình yên. Hay. Tài lộc tới liền liền. Gái có được chồng hiền. Trai có vợ đẹp như tiên. Lời chúc cảm thấy có duyên, xin chàng pháo tay ưu tiên đó. Hay quá. Có dần có điệu đàng hoàng. Rồi đi xuống với nhậu. Ê, khoan. Đi đâu? Đi xuống với nhậu. Ủa tôi chúc đâu phải tới anh chúc chứ. Hay, bậy. Anh đại diện tôi được rồi. Ê, anh đâu có chơi không? Không được. Vợ Doraemon đang chờ. Không được, không được. Anh chơi kiểu đó, anh chơi cha tôi không được. Anh gài tôi chút có dần có điệu khó. Bây giờ phải anh cũng phải chút lại một câu có dần có điệu. Thôi anh đại diện tôi được rồi. Không có được. Bây giờ bà con đồng ý không? Tôi chút phải ông phải chút đúng không bà con? Đúng không? Đó. Anh đâu phải chơi cha. Bây giờ anh chút một câu nào cho bà con ở đây chấp nhận mà vỗ tay tôi mới cho anh xuống ăn. Còn mới cho bỏ đói luôn. Hồi nãy anh chút dần gì? Tôi chút dần ơi. Anh chúc dần ơi phải không? Ờ anh chúc dần gì? Tôi chúc dần ăn. Dần gì kẹo dữ vậy? Tại nó cho nó kẹo luôn đi, tại anh suối tôi không à. À dần ăn phải không? Dạ. Rồi bà con nghe nha, chúc dần ăn nha. Dạ kính thưa quý vị, dạ hôm nay để mừng ngày khai trương của công ty Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao. Rồi. À, cũng như hồng ta không biết nói gì hơn là xin kính chúc công ty cũng như quý vị ở dần đây dần ăn nha. Luôn luôn dần ăn luôn luôn dần ăn luôn luôn được vạn sự may mắn đó, dần ăn là làm ăn dần ăn phát tài, làm sao vô dần ăn được suối không mà dần ăn làm ăn lúc nào cũng may mắn đó, đúng rồi 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 và sao và chiến thắng đúng dần ăn với lại không còn lo lắng vụ gì khi đi trên con đường vắng thường hay sợ bị chó cắn. Vậy nhiều chó cắn không thầy nữa. Vậy nó mới vô dần ăn, cho này suối tôi không à. Suối tôi nó bậy không à. Rồi, tạm chấp nhận, dần ăn, tiếp. Chúc cho quý cô cũng như vợ của Doraemon xinh xắn. Dần ăn. Quý bà luôn luôn tươi tắn. Được. Quý anh thanh niên đi bên người yêu lúc nào cũng cứng, cứng rắn. Ta suy nghĩ ta chưa nói tự nhiên chậm chậm ra. Ông nội làm hết hồn cái chi à. Người yêu là lúc nào cũng phải cứng rắn nè, hiên ngang đầu lên nè. Chứ đi bên người yêu mà ẻo lả, ta tưởng nó là 3D đó. Rồi cứng rắn rồi tiếp. Chúc cho quý ông trên con đường săn bắn. Sao? Được nhiều chim nhiều rắn. Mồi bén. Và cũng xin khuyên với các cụ. Khuyên sao? Khuyên các cụ đừng ham mang súng ngắn.
vào những nơi sớm vắng, gặp các cô gái tóc dài da trắng đang nằm tắm nắng. Các cụ nổi máu hăng đòi thử súng ngắn. Bà xã ba biết được ba rầy la chửi mắng, ba dẫn về nhà, ba nhốt vô trong phòng vắng, ba tịch thu cái súng ngắn cho nhìn mà không cho bắn là tàn cuộc đời hao tàn. Wow, trời ơi, hay quá, hay quá, hay quá. Rồi đi được rồi, phải không? Rồi. Kính thưa quý vị, xong tấm hài đây kết thúc một lần nữa. Duy Mỹ và Hồng Tân xin ái kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn. Xin mời hai nghệ sĩ nán lại sân khấu một chút xíu ạ. Và giờ đây những bó hoa danh dự sẽ được do chính tay ông Nguyễn Văn Lớn, giám đốc công ty vàng bạc đá quý Thanh Mao trao tặng đến hai nghệ sĩ Hồng Tơ và Duy Mỹ. Xin quý vị hãy dành cho một tràng pháo tay ạ. Và người em Doraemon, người phụ trách đảm nhiệm trong chương trình ngày hôm nay sẽ gửi tặng đến. Mến và giờ đây quý vị, chúng ta hãy cùng trở lại với tiết mục biểu diễn của vũ đoàn The Queen với tiết mục nhảy hiện đại. Show my power!
Đờ Queen rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, trong buổi tiệc ngày hôm nay, xin hành giới thiệu với quý vị một trong những chàng trai hát hay nhất của nhóm ACNM. Xin mời quý vị hãy cùng vỗ tay chào đón tiếng hát của nam nghệ sĩ Đình Thị Vũ với ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy. Thì Vũ xin kính chào tất cả quý vị. Thì Vũ hôm nay cùng với Đức Huy rất là hân hạnh được đến
chung vui cùng với gia đình trong cái buổi khai trương. Thì Vũ xin phép được chúc gia đình cũng như công ty sẽ